Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Nguyễn Bảo Anh, năm nay mình 7 tuổi, rất vui được làm quen với các bạn. Sở thích của mình là ăn kem, xem phim hoạt hình và chơi đàn piano. Ước mơ của mình là trở thành bác sĩ thật giỏi để chữa bệnh cho mọi người. Còn ước mơ của các bạn là gì? Hãy kể cho mình nghe nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.